sức mình không theo được. Để có được công việc này thì khó khăn như thế, còn phải trải qua cái cuộc thực tập tận 2 tháng mà bao nhiêu người ta cũng chịu được, tại sao em lại không chịu được? Mà bây giờ ra ngoài công việc nào cũng khó khăn thế cả thôi. Nói chung là phải cố gắng một tí thì mới vượt qua được.